về. Chơi đấu mắt với em không? Đấu mắt hả? Rồi vô. À vô nha, vô nha. Thôi hù. Sao tự nhiên bữa nay mày chơi giỏi vậy? Biết sao không? Tại vì ngày nào em cũng tập với con Manakam này nè. Cái gì? Tập với con Manakam hả? Ờ đúng rồi. Mỗi lần nó chớp mắt cái là em thắng. Trời ơi, cái...